Hello anh em, mình ở Đờ Đông lại có một mẫu lọc hàng khủng của dòng Kenwood. Hàng khủng kể cả về hình thức lẫn chất âm anh em nhé. Thường thì những mẫu lọc nhạc thì nó chỉ dày đến tầm này là khá dày, nhưng con này nó dày gần như một con âm ly. Anh em nào thích to, thích dày dặn như kiểu một con âm ly thì đây nó là một sự lựa chọn tuyệt vời. Báo giá luôn cho anh em tiện theo dõi, một con lọc nhạc hàng bãi zin tuyệt đối anh em nhé, giá 5 triệu. Đây là dòng là nhọc lọc nhạc size to, đèn to của Kenwood, có mã là 7030. Chức năng hoạt động hoàn hảo và đèn nháy đẹp, bao hay, bao phê, bao đẹp luôn. Size 44, chiều cao nó khoảng tầm khoảng 14, tầm khoảng 14, 15 đó. Chiều sâu cũng khá sâu, chiều sâu sâu lắm, nó như một con âm ly luôn nếu về kích cỡ. Hàng bãi đẹp zin anh em nhá. Những dòng lọc size to này thì nó thường có đa cầu điện, có nghĩa là có cả điện 220. Ở đây cửa hàng cũng đang cắm cả điện 220 và có điện 100. Anh em có cái nấc gạt đằng sau. Cửa hàng sẽ nói qua về các nút chức năng. Lọc này có tận 10 chế độ nhạc. Những mẫu lọc điện tử thì thường như vậy. Đây, ở đây là hệ của nhà máy và của người dùng. Hệ nhà máy là chữ M, còn hệ người dùng là chữ R. Đây, chữ M manual. Thì ở đây cửa hàng đã lưu 5 kiểu nhạc. Đấy, 5 kiểu nhạc, 5 khuôn nhạc, bass, mid, treble khác nhau. Kiểu của nhà máy là kiểu cố định rồi, mình không thể thay đổi nữa. Có nghĩa mình thay đổi mình không lưu lại được, nó cố định rồi, mình muốn lưu cũng không lưu được. Đó. Thì có nghĩa là có 5 kiểu của nhà máy. Đấy, từ R1 đến R5 anh em nhá. Thì mình có thể sử dụng hệ M hoặc hệ R đều được. Còn đây là nút đèn nháy hoặc không. Còn đây là nút có lọc và không có lọc. Equay effect. Ở đây đang equay on, nghĩa là đồng thời là có lọc đó. Còn cái nút này, nút này là nút xoay tần số để anh em sang trái sang phải ở cái khuôn nhạc này. Sau đó thì anh em lên hoặc xuống. Đây, đây đang xuống này đó. Đấy, xuống này, lên này. Đấy, lên, đấy. Xoay sang cái nữa thì anh em lại có thể xuống hoặc lên. Đó. Nó là cái vặn để sang trái, sang phải và anh em lên xuống tần số bass mid treble. Rất dễ sử dụng thôi. Chất âm thì cái dòng Kenwood này nó quá xuất sắc về chất âm nếu mà lọc nhạc của em ly. Bởi vì cái giải treble nó cao và giải bass nó đánh sâu. Đó. Có hai đường tín hiệu vào, đây là đường xuất tín hiệu ra, còn đây là đường vào nha. Còn lại một đường vào là đường tape ở lỗ ngoài cùng play in. Hai cầu điện 100 120 220 240 sản xuất tại Nhật. Đây, cầu điện chuyển đây ra sang trái sang phải. Cửa hàng sẽ làm một clip nội thất riêng anh em có thể xem xong. Đây là mặt sau. Nói chung là góc cạnh đẹp mượt mà, khỏi nghĩ luôn anh em nhé. Hàng đẹp, hàng zin và hoạt động ok. Có lọc vào thì nghe nhạc hoặc hát karaoke nó sẽ căng tròn, tiếng rõ ràng, sắc nét. Đấy, anh em muốn chỉnh cái giải âm này bass mid treble nhiều hoặc ít thì các bác sẽ nhận được cái chất âm nó thay đổi theo cái mà mình nghe thấy. Đấy, nó rất dễ sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Giá 5 triệu, giá tại cửa hàng Minh Outdoor Đông Hà Nội. Xin cảm ơn.